nghệ sĩ Thanh Ngân có đời tư khá lận đận, tài sắc vẹn toàn. Nhưng ở tuổi 48, nghệ sĩ Thanh Ngân vẫn chưa tìm được bến đỗ cho đời mình. Trong quá khứ, Thanh Ngân và nghệ sĩ Kim Tiểu Long từng có một cuộc tình đẹp được mọi người ngưỡng mộ, nhưng cả hai lại sớm gãy đổ, đừng ai nấy đi. Hiện tại Kim Tiểu Long đã có vợ con ở Mỹ, còn cuộc sống hiện tại của nữ nghệ sĩ khá kín tiếng. Thanh Ngân và Kim Tiểu Long từng là đôi kim đồng ngọc nữ trong một bài phỏng vấn. Kim Tiểu Long từng kể rằng mình có đứa con trai ngoài giá thú với một người bạn diễn ăn ý trên sân khấu, qua mô tả khán giả đoán rằng người bạn diễn đó chính là Thanh Ngân. Thậm chí có tin đồn, sau mối tình này Thanh Ngân không cho anh gặp con hơn 10 năm qua, từng chia sẻ nhiều lần về mối tình với Thanh Ngân. Kim Tiểu Long cũng khẳng định ở thời điểm hiện tại anh mong Thanh Ngân xem mình là bạn, có thể gặp nhau và trò chuyện như những người tri kỷ khi được hỏi liệu Thanh Ngân có phải là mẹ của đứa con trai ngoài giá thú mà anh nhắc đến không, Kim Tiểu Long từ chối trả lời. Đến nay ở tuổi 48, nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân chưa từng công khai mối quan hệ nào sau khi chia tay nghệ sĩ Kim Tiểu Lam. Trong một bài phỏng vấn cuối năm 2019, khi được hỏi về chuyện tình cảm, nữ nghệ sĩ khéo léo trả lời, hiện tại tình yêu nghệ thuật là tiêu chí tối ưu của Thanh Ngân và tình thương của khán giả sự quan tâm của gia đình, lòng yêu ái của fan là một tặng phẩm quý giá, một món quà của cuộc sống. Từ đó khán giả ngầm hiểu rằng Thanh Ngân vẫn cô đơn. Ở tuổi 42, Kim Tiểu Long vẫn trẻ hơn so với tuổi thật khá nhiều. Nhìn vào anh ở hiện tại, chắc chắn không ít khán giả sẽ hoài niệm và nuối tiếc về một thở vàng son đã qua. Tuy nhiên, anh lại nhìn về quá khứ, đối diện với thực tại một cách nhẹ nhàng để không phải khổ tâm hay đau lòng. Lần về Việt Nam này, anh cho biết đã thu xếp ổn thỏa gia đình, công việc tại Mỹ để chuẩn bị cho những kế hoạch trên đất mẹ. Anh bảo, dù có đi làm gì, ở đâu, Kim Tiểu Long vẫn là người Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.